Với lại là bệnh nhân cũng chưa có biết tiền sử chích ngừa rồi, mà cho dù có chích ngừa thì vẫn nên tầm soát, nên là mình nghĩ là nên thêm một cái test tầm soát cho bệnh nhân này là cái pap test mà test nhúng dịch. Ngoài ra thì bệnh nhân này cũng có thể mãn kinh thì mình nghĩ là nên làm thêm cái test FSH, cái FSH á, để xét nghiệm coi có bệnh nhân này có suy buồng trứng hay là mãn kinh không. Thì nếu mà nó tăng cao thì mình có thể nghĩ tới hướng đó. Vì cái Thêm hai chẩn cái đoán đó. sơ bộ mà khoa nghĩ nhiều nhất là gì? Cái là chẩn đoán sơ bộ mà hiện tại khoa nghĩ nhiều nhất. Thì nãy thì Mai nói thì mình thấy cũng hợp lý rồi, tức là những cái chẩn đoán phân biệt mà Mai đã loại trừ ra thì như chẩn đoán như Mai là mình thấy hợp lý rồi, thì mình sẽ đợi coi kết quả xét nghiệm nó làm sao rồi để có hướng tiếp. Ok, còn bạn nào có ý kiến khác không? Chắc anh Minh nè, Nhưng nói đi Linh. có nghe khoa đề nghị cái pap smear thì mình có tìm hiểu thì mình thấy là cái pap smear thì nó có điều kiện riêng á, là không có được xuất huyết âm đạo, không có được xuất huyết lượng nhiều hay gì á, nghĩa là không được xuất huyết. Và trong khi đó ở phần khám của bệnh nhân này á, khi khám á, thì thấy bệnh nhân đó là tử cung đụng vào dễ chảy máu, như vậy thì mình nghĩ là ở bệnh nhân này sẽ không không mình không đề xuất làm pap smear vì nó cái mẫu nó sẽ không đạt chuẩn và nó sẽ đưa ra kết quả nó không chuẩn cho bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân này theo mình là đầu tiên là cũng sẽ tầm soát như theo từng step như của Tiết Mai, đó là mình siêu âm coi cái nội mạc tử cung có dày lên có bất thường gì không. Nếu mà nó cộng với một cái bệnh nhân có lâm sàng như mà mình nghi ngờ cao về cái phần AUB mà M thì mình có thể đề nghị bấm sinh thiết cổ tử cung cũng như bấm sinh thiết nội mạc tử cung luôn, thì nó cái kết quả nó sẽ chuẩn hơn là pap smear. Mình có ý kiến vậy ạ? Cảm ơn Minh. Còn bạn nào có ý kiến không? Hay là đưa chẩn ra chẩn đoán sơ bộ hay là chẩn đoán phân biệt gì bổ sung thêm? Các bạn cứ nói thoải mái nha. Nên nếu các bạn không có ý kiến thì em có vài cái em muốn hỏi được không anh? Em cứ thoải mái. Dạ, ấy là chọn từ slide đầu á, buổi trước em có và em chưa có thắc mắc thì là em thấy cái mà bệnh nhân mà giảm xuống cái chu kỳ bệnh nhân lúc ngắn lại là 10 tới 14 ngày á, em biết cái đó là anh hãy lên slide đầu nữa, là không biết là cái đó là do cái xuất huyết giữa chu kỳ của bệnh nhân hay là cái này là cái chu kỳ bình thường của bệnh nhân nhưng mà nó rút ngắn lại trước khi mà bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh của người phụ nữ á. Thì em đọc em thấy là bình thường á, người ta có đọc là em đọc á thì thấy người ta có nói là cái chu kỳ kinh của một người phụ nữ có thể ngắn lại thì là do cái chu kỳ sau của người đó chồng lên cái chu kỳ trước á, nên là khi mà nó sẽ chồng lên một mức nào đó thì nó sẽ trở thành cái giai đoạn mãn kinh, mặc dù cái bà này thì là 45 tuổi thôi, nó chưa có đúng vào cái giai với cái tuổi trung bình của cái giai đoạn mãn kinh lắm, nhưng mà em nghĩ cũng là cái giai đoạn mãn kinh cũng là tùy người, có người sớm người muộn á, nên có không không thể loại trừ được cái trường hợp đó. Thì em đọc ấy thì em thấy là nó nói là nếu mà chu kỳ sau chồng lên chu kỳ trước thì một thời gian nó sẽ trở thành cái chu kỳ mãn cái giai đoạn mãn kinh của cái người phụ nữ đó luôn. Thì bình thường thì nếu mà ở giữa các chu kỳ thì nó sẽ có cái giai đoạn sụp đổ nội mạc á, nhưng mà nếu mà có chu kỳ sau mà chồng lên chu kỳ trước thì cái niêm mạc tử cung nó lúc đó nó chuẩn bị sụp đổ, nhưng mà do cái có cái nội tiết tố từ cái chu kỳ sau nó bổ sung vô á, nên là sẽ cái kinh nguyệt nó sẽ kéo dài luôn, ý là cái xuất huyết của bệnh nhân kéo dài và bệnh nhân thấy vậy và bệnh nhân thấy bất thường bệnh nhân đi khám, thì em không nghĩ cái đó, em đọc thấy cái đó mà em không, ý là trường hợp này nếu mà mình tiếp cận một bệnh nhân thì mình có cần hướng nghĩ tới hướng hướng đó mà làm sao để loại trừ được. Các bạn khác giải đáp như vậy đi. Rồi nếu các bạn giải đáp không được thì anh sẽ giải đáp.
Cái đó thì nếu như các bạn không giải đáp được thì cuối giờ sẽ giải đáp để tránh mình bị loãng như cái mình đang focus. Thì em cứ nói đi, rồi cuối giờ anh sẽ ghi lại những câu hỏi để anh nói lại. Các bạn cứ tiếp tục nói về cái chẩn đoán của mình nha. Tại mình thấy không ai phát biểu hết mà mình chen vô. Là ý dáng hỏi đấy là sao? Tại mình chưa hiểu lắm. Ý là cái 10 tới 14 này, 10 tới 14 ngày xuất à, cái chu kỳ này nè là có phải là cái chu kỳ cái xuất huyết giữa chu kỳ giữa cái chu kỳ không, hay là nó là cái chu kỳ ngắn lại của cái chu kỳ của bà đó? Ý là bình thường cái chu kỳ của bà đó là từ 28-32, nhưng mà kiểu như bà này sắp cái trường hợp mà bà này sắp vô giai đoạn tiền mãn kinh thì cái chu kỳ kinh của bà này sẽ ngắn lại, và mình hiểu nhầm là cái này là cái xuất huyết bất thường. Thì nó cũng có thể, nên là mình mới chẩn đoán phân biệt ký lại cái rối loạn chức năng buồng trứng á. Nãy mình có chẩn đoán phân biệt luôn á, thế là do bệnh, cái này là một xuất huyết cơ năng do mãn kinh, nên là mình mới đưa nó vào chẩn đoán phân biệt. Nếu mà chẳng nói phân biệt là khoa đề nghị là cái FSH đúng không? Đúng rồi. Ngoài cái FSH thì có cần làm cái gì khác nữa? Mình để mình tìm hiểu thêm, nếu mà mình tìm hiểu ra thì mình sẽ nói với mọi người. Ok, cảm ơn Khoa. Alo, alo. Giảng ơi. Nói em nói. Tôi mình nghĩ là cái này, cái xuất huyết của bà này là cái xuất huyết bất thường, không có phải là cái chu kỳ ngắn lại. Bởi vì cái bệnh sử của chú bà khai là cái xuất huyết này là cái xuất huyết mà không có dự đoán được, kiểu như là không 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 đoán trước được là nó xuất huyết một cách bất bất ngờ, bà không biết là đến ngày nào nó sẽ xuất huyết cả. Còn mình nghĩ nếu như mà cái chu kỳ mà nó ngắn lại thì nó vẫn theo cái chu kỳ của nó, tức là cũng phải có 2-3 đợt, cứ bao nhiêu ngày đó, 14 ngày hoặc 21 ngày thì nó mới xuất huyết lại. Còn cái này bà khai á là xuất huyết không không dự đoán được, nên mình nghĩ nó không phải là cái chu kỳ kinh ngắn lại giống như là ở trong tiền mãn kinh. Ngày mai nói là cái kiểu của bà này là cái kiểu mà rành đông trong cái kiểu mà xuất huyết bất thường đúng không? Đánh theo cái bạn của mang đúng là nói chung là cái lý do này thì nó cũng ít lắm, nhưng mà ý là mình nói là có trường hợp nào nó xảy ra vậy nên là đưa ra cho mọi người thảo luận. Cảm ơn Mai nha. Mọi người cứ tiếp tục đi, có ai đưa ra chẩn đoán nào khác không? Trong mấy ngày chuẩn bị mà có ba bạn nói như vậy, còn mấy bạn khác làm sao? Còn bạn nào khác có ý kiến không? Hãy tập tư duy phản biện. Không thì gọi tên được không anh? Được em. Được. Em toàn quyền. Mời bạn Trần Tuấn Âm. Alo, thì hiện tại mình chưa có ý gì thêm nữa. Cảm ơn.
là Tuấn Anh không có ý kiến thì mình mời bạn Công Minh. Mình thì cái trình đoán của Mai thì mình không có bổ sung như thế, nhưng mà mình thấy có cái chẩn đoán mà cái rối loạn nội tiết, cái xét nghiệm cận lâm sàng để mà mình chẩn đoán cái rối loạn nội tiết đó, thì ngoài cái FSH thì có thể đề nghị thêm LH và estrogen để khảo sát toàn diện. Còn bạn nào có ý kiến không? Mình thấy là cái siêu âm á, siêu âm thăng xám á, thì có thể là thấy được cái hình ảnh của u xơ tử cung, rồi của cái adenomyosis với lại cái polyp. Nhưng mà mình đề nghị thêm là cái Doppler đó, tại vì nếu mà không có Doppler thì mình thấy là không có Doppler thì cũng không có phân biệt được giữa cái u xơ tử cung với lại cái polyp á. Còn bạn nào có chẩn đoán nào hay cận lâm sàng nào làm thêm không? Khoan nói gì Khoan? Nói chắc các bạn hết ý kiến, anh có muốn chốt lại hỏi thêm gì các bạn không? Ok. Thôi thì cho anh nói xíu ha. Rồi tụi em phải tập tư duy phản biện, nghĩa là cho dù bạn nói là hoàn toàn chính xác hết, hợp lý hết, nhưng mình cũng phải nghĩ ra một cái khía cạnh nào đó để mình bắt bạn chẳng hạn. Ví dụ như anh hỏi Mai lại đi ha. Em thấy trên một cái case phụ nữ lớn tuổi không có tiền căn đi khám phụ khoa định kỳ, gần đây họ có những triệu chứng của tiền ung, ví dụ như là sụt cân kèm với rối huyết âm đạo bất thường, hiện tại cái nguồn chảy máu mình vẫn chưa biết nó nằm ở đâu. Và nếu như một cái chẩn đoán thì theo lý thuyết, thì theo lẽ bình thường em sẽ phải đưa cái chẩn đoán nào? Có hai cái chẩn đoán mà mình sẽ đưa lên đầu tiên. Một có thể là cái chẩn đoán mình nghĩ nhiều nhất, cái thứ hai có thể là cái chẩn đoán nó nguy hiểm nhất. Thì tại sao em không đưa AUBM, nghĩa là xuất huyết tử cung bất thường liên quan tới bệnh lý ung thư khi bệnh nhân có triệu chứng tiền ung như vậy, lên trên, mà em lại đưa AUBL lên trên trước, trong khi cái AUBL em biết nó là một cái bệnh lý lành tính, nó không phải là một bệnh lý nguy hiểm. Tại sao mình không đưa cái ác tính lên trước để mình nghĩ nhiều về hướng ác tính hơn để mình loại trừ nó, mà mình lại đưa nó xuống dưới, trong khi bây giờ nó có thể xuất huyết từ nội mạc tử cung, có thể từ cân cổ tử cung, cũng có thể từ thân tử cung. Cân cổ cung mình chưa biết, mình chỉ nhìn thấy máu chảy ra từ lỗ cổ cung, có thể là một khối ung thư nó nằm trong cân cổ tử cung, làm sao mà mình thấy được. Cho nên trong phần khám đó để tụi em phải đề nghị thêm cái chuyện là dùng cái cây băng băng cái cân cổ cung ra để quan sát chẳng hạn, hoặc là có thể là nạo xương thiết thêm cái cân cổ tử cung đó. Ví dụ như anh nói như vậy là tại sao mình không đưa cái AUBM lên trước mà mình lại để cái AUBL lên đầu tiên. Em hiện tại mình chưa có dữ kiện gì hết, nhưng mà hiện tại đã có một cái chuyện là bệnh nhân có triệu chứng của tiền ung thư. Mai hay các bạn khác trả lời được không? Có thể giải thích cho anh. Mai các bạn khác trả lời anh. Các bạn nào có ý kiến gì trả lời cũng được. Không biết thì Mai.
Hello. Mình cũng nghĩ là nên để nguyên nhân thư lên trước á, tại vì bệnh nhân này lớn tuổi rồi, với lại là có cái triệu chứng mà mệt mỏi, chán ăn, sụt cân các thứ, thì tôi nghĩ là bệnh nhân này nên nghi ngờ về cái ác tính như là tăng sinh nội mạc tử cung, rồi sau đó mới là tới mấy nguyên nhân lành tính như là u xơ cơ tử cung, rồi cái lạc nội mạc tử cung, polyp các thứ. Cuối cùng mới thì mới là nghĩ tới cái rối loạn chức năng của mãn kinh đó, thì nó mới là cái chẩn đoán phân biệt cuối cùng. Mình sẽ để cái ác tính lên đầu tiên để mình tầm soát trước cho bệnh nhân. Vậy nếu mà khoa để cái đó lên đầu thì khoa sẽ làm gì cho bệnh nhân trước để xác định lại cái mà khoa muốn chẩn đoán cho bệnh nhân? Về cái trước tiên là về cái ung thư nội mạc tử cung, rồi những cái đó thì nên là siêu âm nội cái ngã âm đạo, và mình phải đánh giá cái nội mạc tử cung. Nếu mà nó dày, tức là nó dày bất thường, nó dày không đồng đều, rồi viền không rõ, thì mình sẽ nghi ngờ tới cái đó, thì mình sẽ cái nội soi sinh thiết từng phần. Nhưng mà cái ngày xưa là cái nội soi sinh thiết từng phần là cái tiêu chuẩn vàng, nhưng mà bây giờ thì nó có một cái phương pháp nữa để mình tìm lại. Em thì em nghĩ là mình thì mình nghĩ là vẫn sẽ để u xơ tử cung lên trên, tại vì cái sụt cân của bệnh cái triệu chứng sụt cân á, nó cũng không phải là một cái triệu chứng là quá đặc hiệu. Một bệnh nhân họ có thể căng thẳng, thứ nhất bệnh nhân này có căng thẳng, bệnh nhân mệt mỏi với một cái bệnh bất kỳ nào đó thì hoàn toàn cũng có thể dẫn đến sụt cân. Thứ hai là mình cũng không biết được cái sụt cân của bệnh nhân là sụt bao nhiêu, nó có đáng kể hay không. Nhưng mà khi mình đưa một cái chẩn đoán sơ bộ là ung thư nội mạc tử cung lên, thứ nhất đó là mình sẽ có thể là mình sẽ đưa ra được những cái mình sẽ phải cho bệnh nhân làm những cái xét nghiệm mà nó có thể là không cần thiết, cái tốn kém cho bệnh nhân. Với lại mình đưa một cái chẩn đoán ung thư lên cho một bệnh nhân đó thì kiểu nó sẽ có một cái vấn đề tâm lý, mình nghĩ vậy. Cho nên là mình vẫn ủng hộ cái quyết định là đưa cái u xơ tử cung lên trên. Chậm. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Khoa có biện luận gì không Khoa? Dạ, thì em nghĩ là về cái siêu âm ngã âm đạo thì nó có nhiều chức năng lắm, và với lại là nó là đầu tiên trong cái xét nghiệm ban đầu, khi mà sơ cấp nhất mình tiếp cận bệnh nhân, nên là mình nghĩ không có cái vấn đề tốn tiền lắm ở đây ở mình. Còn về cái bệnh nhân này là một người phụ nữ lớn tuổi, và có cái bệnh nhân này có cái tức là bệnh nhân này có cái tuổi lớn này rồi, có tiền căn ba ra như vậy á, rồi xuất huyết bất thường nữa, thì mình vẫn nên là để nguyên nhân ác tính trước. Thì khi mà mình loại trừ nguyên nhân ác tính rồi á, thì những cái nguyên nhân lành tính thì mình có thể điều trị trị sau đó được. Và cái xét nghiệm đầu tiên cũng là giống như những cái nguyên nhân kia, là mình sẽ siêu âm ngã âm đạo để mình đánh giá. Nhưng mà nếu cậu chẩn đoán là ung thư nội mạc thì cậu phải cho bệnh nhân sinh thiết chứ. Không, nếu như mà trên siêu âm á, thấy một cái hình ảnh dày nội mạc tử cung bất thường, nó không đồng đều và cái bờ nó xấu á, thì nó có cái tiêu chuẩn trên siêu âm nữa, nếu mà nó bất thường á, thì mình mới nghĩ tới. Ngoài ra thì siêu âm là cái bước tiếp cận sơ cấp nhất, nên là khi mà cậu lên đó thì không chỉ là cái nội mạc tử cung, mà có thể nói là u xơ cơ tử cung hoặc là cái gì đó ở trong cái hệ sinh dục, thì mình có thể phát hiện ra thêm, chứ không phải chỉ là cái nội mạc không. Ý ý của khóa là nếu như mà siêu âm không đủ tiêu chuẩn là mình sẽ không làm cái nào sinh thiết từng phần nữa hả? Dạ, khi nếu mà có gì nghi ngờ thì mới làm.
cái này không mí, bởi vì cái ngã âm đạo tuy nó là rẻ tiền, nó đầu tay, nhưng mà mình thấy là độ nhạy nó cao, vô được đặc hiệu nó cũng cũng độ đặc độ nhạy với đặc hiệu nó cũng không cao lắm, nó chỉ có nhạy và rẻ, nó chỉ có rẻ tiền và mình làm đầu tay được thôi. Thứ hai nữa là nếu mà chạy như một cái siêu âm lên cái vô cái phần nội mạc tử cung mà chạy nó chỉ có tăng sinh hay là nó dày lên thì làm sao dám chắc được là bệnh nhân này không có bất thường, những cái bất thường ác tính như là ung thư nội mạc tử cung ở cái vùng đó được. Nếu mà mình đã đưa cái ung thư nội mạc tử cung đưa cái AUBM lên đầu á thì nghĩ cao đến cái ung thư thì đề nghị bấm cái sinh thiết thì nó vẫn 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 là luôn phải là được thực hiện, chứ không phải là trên cái siêu âm mình thấy nó phớt phớt cái mình bỏ qua thì mình nghĩ không không hợp lý lắm. Cảm ơn Minh. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Hay là bạn Việt? Mình có đọc thì mình thấy là cái Mai nói Mai. Mình nói trước đi. Tại vì mình nói nghe là mình có đọc thì mình cũng thấy là cái ung thư nội mạc tử cung á thì nên đưa lên trên đầu để mình có những cái để mình có cái chú ý, mình đặc biệt quan tâm để mình tầm soát nó, để mình thì khi mà mình siêu âm mà thấy được cái bất thường trên cái nội mạc tử cung á thì mình nên làm cái bấm sinh thiết, tại vì nó có một cái loại là sarcoma thân tử cung thì nó cũng nó mình đọc thì thấy nó chiếm 3-5% các loại u ở tử cung, mà nó khá giống với lại u sơ tử cung, cho nên nếu như mà nói không có gì bất thường hay là không có u xù gì, không có mà không bấm sinh thiết thì cũng không không chính xác lắm, mình nghĩ vậy. Cảm ơn mình. Bạn nào có ý kiến thêm không? Mình đọc quá thì mình thấy cái sarcoma thân tử cung mà mình nói á là cái sinh thiết nó cũng không, nó không có chẩn đoán được, mà mình phải đến khi mà mình phẫu thuật, mình cắt cái tử cung ra xong mình làm giải phẫu bệnh á thì mình mới chẩn đoán được cái sarcoma thân tử cung đó. Còn mình nghĩ là cái chẩn đoán là u sơ tử cung nên để trên trước, bởi vì như cô Minh nói thì mình thấy cái việc mà chẩn đoán một người mà tới mà mình nói với người ta là ung thư nội mạc tử cung thì cái vấn đề tâm lý nó cũng mấy, nên là mình có thể chẩn đoán là u sơ tử cung xong rồi mình vẫn tư vấn cho người ta là có thể là cũng cái này cũng không loại trừ được cái ung thư, nên mình cần phải làm cái xét nghiệm để mà kiểm tra. Thì mình nghĩ siêu âm á là có thể ý là khi mà làm siêu âm á thì mình thấy cái nội mạc tử cung dày lên, mình đọc là nội mạc giữa tử cung mà dày trên 40 mm á thì mình mới nên làm sinh thiết, còn nếu mà nó dưới á thì có thể là không cần làm sinh thiết, hoặc là đối với những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao ở trong mấy cái yếu tố nguy cơ của ung thư nội mạc tử cung ấy, thì mình mới cần phải bấm sinh thiết thôi, chứ còn ban đầu thì mình vẫn có thể tầm soát bằng một cái siêu âm trước mà. Chứ còn nếu mà làm sinh thiết luôn ấy, thì nó cũng là một cái xâm lấn á. Cảm ơn Mai. Còn bạn nào có ý kiến khác không? Mình muốn nói á, hồi nãy á, nói là về cái siêu âm đầu tiên, đúng là siêu âm ngã âm đạo thì mình vẫn đồng ý là nên siêu âm ngã âm đạo, còn không phải nói là siêu âm không có độ nhạy, mà tức là nó sẽ có chỉ định riêng khi nào là lên sinh thiết nội mạc tử cung để chẩn đoán, chứ không phải là tức là siêu âm nếu như mà không có là không phải. Thì trong đây nó có cái những cái chỉ định riêng như là bệnh nhân này là có độ dày tử cung ví dụ như trên 11 mm, hoặc là bệnh nhân có cái hình ảnh nghi ngờ ác tính như là tăng sinh mạch máu hay là dày không đều hay là ứ dịch lòng tử cung,
rồi bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ của ung thư nội mạc tử cung, rồi bệnh nhân bệnh nhân mà xuất huyết tử cung bất thường mà trên bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì cũng nên làm lấy mẫu nội mạc tử cung chứ không chỉ là tức là phải nên mình nên để cái đó lên đầu, và không phải là mình sẽ sinh thiết liền mà mình phải đánh giá coi bệnh nhân này có cái đủ tiêu chuẩn chưa mình mới sinh thiết. Còn cái lý do mình đặt lên đầu ở đây đó là vì nó là một bệnh lý ác tính và nó ảnh hưởng, nếu mà mình phát hiện sớm thì mình có thể điều trị cho bệnh nhân, thì nó để muộn thì nó cái tiên lượng xấu bệnh nhân nó sẽ thấp, nên là mình nghĩ là nên đặt cái đó lên đầu để mình đánh giá cái quan tâm hơn về cái nội mạc tử cung bệnh nhân. Còn về những cái chẩn đoán kia thì mình đâu không hề loại trừ, và mình vẫn sẽ kiểu như vẫn sẽ quan sát trong lúc siêu âm. Còn về cái nếu mà về những cái tiêu chuẩn mà lấy mẫu nội mạc tử cung á, thì mình đọc ở đây có vài tiêu chuẩn, thì nếu mà các bạn nào mà có thể mà đọc các tài liệu khác hoặc là các nguồn khác mà có thêm á, thì có thể góp ý cho mình hoặc là chia sẻ cho mình biết với. Cảm ơn. Cảm ơn Khoa. Còn bạn nào có suy nghĩ hay muốn nêu ý kiến thêm không? Cho mình hỏi Khoa là theo Khoa thì bệnh nhân này có những yếu tố nguy cơ gì của cái ung thư nội mạc tử cung mà lại có nhiều yếu tố nguy cơ? Mình không có nói bệnh nhân này nhiều yếu tố nguy cơ, nhưng mà bệnh nhân này có những cái như là trong cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân này có những cái là trên 45 tuổi nè, xuất huyết tử cung bất thường nè, rồi ở xuất huyết tử cung bất thường vào giai đoạn tiền mãn kinh, và bệnh nhân này có cái bara là bara thì mình nhớ có hai lần có hai con bị mất, nhưng mình không nhớ lần, với lại là chúng ta cũng không biết được là cái nguyên nhân mất này là do gì. Ở như cái nguyên nhân mất này nó là do cái bất thường ở trong nội mạc tử cung hay cái gì đó. Thì như vậy là nãy giờ mới chỉ có một yếu tố nguy cơ là lớn tuổi chứ hay xuất huyết bất thường ở xuất huyết tử cung bất thường chứng chứ sao mãn kinh cái triệu chứng này nó cũng có tính là yếu tố nguy cơ. Với lại là những cái bệnh lý giác tính thì nên tầm soát chứ, nếu như mà tức là phải đủ các yếu tố nguy cơ. Vậy thì theo mình là bệnh nhân này có nên tầm soát không? Không thì vẫn đưa chẩn đoán u sơ lên trước. Giang ơi, Khải có ý kiến gì? Nói Khải thì mình thấy là cái vấn đề ở đây không phải là mình có đưa cái nào lên đầu tiên, mà quan trọng là mình vẫn có, nói chung là mình vẫn không có loại trừ cái vấn đề về ác tính cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì mình nghĩ trên thực tế thì cũng sẽ giống như Công Minh với lại là Mai nói, có nghĩa là khi mà mình chẩn đoán và mình tư vấn cho một cái bệnh nhân đó mà đưa cho người ta một cái chẩn đoán nó là một cái ung thư đầu tiên hoặc là một cái ác tính đầu tiên, thì nó như một cái, nói chung là tâm lý người ta sẽ như một cái án tử. Thì mình nghĩ là cái vấn đề là mình vẫn tầm soát cái vấn đề ung thư ác tính đó cho bệnh nhân, tuy nhiên thì mình vẫn có khả năng mình đặt cái u sơ lên đầu tiên. Thì trong cái quá trình mình siêu âm đó thì mình vẫn tầm soát luôn cái chuyện mà cái nội mạc tử cung như thế nào về vấn đề ác tính, có nghĩa là mình không có loại trừ ác tính, tuy nhiên là mình vẫn làm song song như vậy để mình tầm soát. Với lại là trên thực tế thì mình nghĩ là nếu mà đưa lên một cái u sơ xong rồi mình sẽ tư vấn lạ thì có khả năng mình vẫn chưa có loại trừ được là cái chuyện bệnh nhân có ác tính hay không, thì chúng tôi sẽ tiến hành làm một số xét nghiệm hoặc là lâm sàng gì, cần lâm sàng gì đó cho bệnh nhân. Xong rồi nếu như vậy, thật sự mà nó có những cái tiêu chuẩn mà nghi ngờ ác tính thì mình tiến hành tiếp theo thì cũng chưa có muộn. Cảm ơn Khải. Bạn nào có ý kiến không? Mình có tìm hiểu về một số yếu tố nguy cơ khác của ung thư nội mạc tử cung, thì có gì mình sẽ gửi lên cái phần tin nhắn mọi người đọc tham khảo. Rồi, giờ anh nói xíu ha. Thì em trả lời rất là tốt, nghĩa là đúng sai không quan trọng,
chủ yếu là tụi em đưa ra cái nhận định của mình và mình dùng những cái lý lẽ của mình để mình biện luận cho cái vấn đề đó. Tại vì đúng sai nó sẽ đúng theo hoàn cảnh xảy ra của từng trường hợp. Có thể ở trường hợp đó như vậy là đúng, nhưng có thể ở trường hợp khác nhìn như vậy ở khía cạnh khác nó lại là sai. Cho nên thật ra miễn sao tụi em giải thích, phân tích được lý do tại sao tôi làm như vậy. Tại vì mình là bác sĩ, sau này mình sẽ đứng trên cương vị bác sĩ, tất cả mọi thứ mình lúc đó mình sẽ phải quyết định. Mình cũng không có thể dựa vào ai khác được và mình phải giải thích được cho với cái quyết định đó. Rồi, cái nữa anh nhắc với tụi em là cái chẩn đoán thì em suy nghĩ trong đầu và cái mình nói chuyện với bệnh nhân nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải là những cái gì mà mình nghĩ trong đầu mình đều nói với bệnh nhân. Cho nên người ta mới đưa ra những cái chữ viết tắt, ví dụ như là B20 thay cho HIV hoặc là K thay cho cancer. Nghĩa là để mình tránh cho bệnh nhân những cái chuyện là đưa cho họ những cái chuyện chẩn đoán quyết định cuối cùng mà nó chưa thật sự nó xác định được. Nghĩa là mình vẫn còn đang nghi ngờ thôi chứ mình chưa có chẩn đoán chắc chắn. Thì những cái thứ mà mình nghĩ trong đầu hoặc là mình ghi vô hồ sơ sẽ không phải là những thứ mà mình nói chuyện với bệnh nhân, mình nói cho bệnh nhân biết, mà mình ghi hồ sơ để mình nhắc nhớ cho mình biết là tôi phải dè chừng với cái chuyện đó, tôi phải đưa nó lên đầu tiên để tôi không có lãng quên nó. Tại vì một khi thì như tụi em biết rồi, ung thư là gì? Ung thư là một cái chẩn đoán trên giải phẫu bệnh. Một khi em chưa có bằng chứng để loại trừ ung thư, em không có quyền được bỏ quên nó. Nghĩa là em chưa có làm sinh thiết ra lành tính thì em không có được quyền nghĩ nó là lành tính. Em lúc nào cũng phải dè chừng với cái nguy cơ ác tính của nó hết. Một người phụ nữ mãn kinh tới với mình ra huyết âm đạo, cái đầu tiên mình phải chợt nhớ đầu tiên bà đã có nguy cơ ung thư hay không rõ ràng. Ví dụ như ở trường hợp này, một người phụ nữ gần mãn kinh tới với mình vì rong huyết sụt cân bật ra trong đầu liền, bà này có ung thư hay không, không cần biết ung thư gì, nội mạc cổ cung hay là ca thân tử cung, phải nghĩ tới cái chuyện có ung thư hay không. Cho tới khi mà mình có bằng chứng mình chắc chắn ca này không phải ung thư thì tụi em mới có quyền loại trừ nó. Mà muốn chắc chắn thì chỉ có giải phẫu bệnh thôi, còn lại tất cả mọi thứ mình đều phải dè chừng với ung thư. Có thể tụi em sẽ đưa ra cái chẩn đoán quyết định cuối cùng là u xơ khi mà mình cũng chưa có giải phẫu bệnh luôn, trừ trong những cái trường hợp mà chắc chắn mình nghĩ nhiều khả năng là u xơ. Tuy là mình chưa có thể đưa ra một kết luận cuối cùng nhưng mà mình nghĩ là khả năng ung thư rất thấp và không cần thiết phải sinh thiết thì tụi em có quyền đưa ra u xơ. Nhưng như anh nói rồi, muốn loại trừ ung thư phải có giải phẫu bệnh nó mới gọi là cái chẩn đoán chắc chắn cuối cùng. Cho nên em thấy tất cả mọi thứ người ta đi mổ mà lấy của trong cơ thể bệnh nhân ra đều phải làm giải phẫu bệnh hết thì nó mới ra câu trả lời chắc chắn cuối cùng cho mình được, chứ tất cả mọi thứ mình đều là suy đoán thôi ha. Cho nên như anh nói, những cái gì mình chẩn đoán không phải là những gì mình sẽ nói với bệnh nhân. Ví dụ như tụi em chẩn đoán là thai ngoài thì em nghĩ nhiều thai ngoài hơn, chưa loại trừ thai trong, thì mình cũng chỉ nói với bệnh nhân là tôi chưa xác định được vị trí thai chị ở đâu, chứ em không chỉ cho bệnh nhân em nói thẳng bị chỉ bị thai ngoài rồi, để mình có những cái hướng để mình tiếp tục mình đi tìm, khi nào mình xác định chắc chắn cuối cùng mình mới tư vấn thật sự cho bệnh nhân rõ ràng. Chứ không phải là tất cả những gì tụi em ghi trên hồ sơ là tụi em sẽ nói với bệnh nhân như vậy hết. Tại vì án là án trên hồ sơ, mình phải ghi phù hợp hồ sơ để sau này lỡ có chuyện gì người ta bắt hồ sơ thì mình nói tôi đã làm đúng, tôi không có làm sai. Còn cái chuyện mà mình nói với bệnh nhân thế nào đó là quyền của mình nói làm sao cho họ sợ, sao cho họ vui, sao cho họ như thế nào, đó là quyền suy nghĩ của tụi em, về tụi em nói với bệnh nhân. Còn về nguyên tắc, tất cả mọi thứ trong hồ sơ nó là phải theo y văn, theo những gì logic của mình suy nghĩ ra, chứ không phải là vì tôi sợ là tôi ghi vô như vậy bệnh nhân biết bệnh nhân sẽ buồn hay như thế nào đó, bệnh nhân sẽ không được coi hồ sơ về nguyên tắc. Cho nên trong hồ sơ tụi em nghĩ cái gì nguy hiểm nhất, cái gì mà tụi em nguy cơ nhất thì em cứ đưa lên đầu. Rồi theo quan điểm của anh thì anh sẽ đưa ung thư lên đầu, có thể anh chưa chắc anh đúng, đó là cái quan điểm của anh và anh biện luận với cái phần quan điểm của anh thôi. Còn nếu có thể tụi em sẽ dùng những cái biện luận khác để em bác lại cái biện luận của anh thì vẫn được, không có nghĩa sau này tụi em sẽ thấy không phải trưởng khoa lúc nào cũng đúng, không phải giám đốc lúc nào cũng đúng, cũng không phải giảng viên lúc nào cũng đúng, miễn sao là mình đưa ra những cái lý luận của mình nó phù hợp với lại cái chẩn đoán của mình là được. Rồi ok, thì lược qua một vài cái tụi em nói ha. Rồi anh đồng ý ha, siêu âm đồ giảm âm đạo mình nên cộng trừ Doppler vào, vì trong một vài trường hợp Doppler nó có giá trị của nó, ví dụ như trong trường hợp chẩn đoán phân biệt giữa u xơ tử cung dưới niêm mạc và polyp lòng tử cung, Doppler nó có giá trị của nó.
Hoặc trong những trường hợp adenomyosis phân biệt với u xơ tử cung, Doppler có giá trị. Hoặc trong những trường hợp nghi ngờ sarcoma, Doppler nó cũng có giá trị. Cho nên siêu âm đầu dò mình nên có thể được, nếu mà có khả năng thì nên cho thêm Doppler vào. Nó có giá trị hơn nha. Rồi Pap smear, anh nghe có bạn nói Pap smear khi mà có chảy máu thì không nên làm, mà chuyển qua soi cổ cung và bấm sinh thiết luôn. Nó đúng một phần và nó không đúng một phần. Đúng là nếu mà Pap smear tụi em làm cái que area truyền thống, nếu như mà có máu khi mà tụi em phết lên lam những cái tế bào hồng cầu, nó sẽ che đi những cái tế bào của cổ cung, làm cho cái chuyện là mình soi không có rõ ràng. Tuy nhiên bây giờ sau này tụi em sẽ học tới cái bài các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ cung, tụi em sẽ học được một cái bắp gọi là bắp nhúng dịch. Bắp nhúng dịch nghĩa là sao? Nghĩa là dùng cái chổi lấy cái tế bào ở cổ cung, có thể nó lẫn máu ở trong đó luôn, ngâm trong nước và người ta sẽ quay ly tâm. Thì khi mà quay ly tâm như vậy, những cái tế bào cổ cung nó sẽ nổi lên, hồng cầu nó nặng nó sẽ rớt xuống và người ta sẽ vết hết cái phần mỏng ở trên, người ta đi soi thì vẫn có thể soi được trong trường hợp mà có máu. Ok. Rồi, soi cổ tử cung không phải là một cái cận lâm sàng để sàng lọc. Nghĩa là khi nào thật ra tụi em nhìn cái cổ cung nó quá gớm mà nó quá mà khả năng cái nguy cơ ung thư cổ cung quá cao như vậy thì mình mới đi soi cổ cung và mình bấm sinh thiết. Chứ còn lại nếu như sàng lọc thì mình sẽ làm Pap cộng với HPV. Tụi em sẽ được học thêm là ở từng độ tuổi thì cái bộ xét nghiệm để tầm soát ung thư cổ cung nó sẽ khác nhau, và ở độ tuổi của bà này theo khuyến cáo ca này làm không có đúng, nghĩa là làm Pap đơn độc là không đúng. Ở độ tuổi này tốt nhất nên làm co-testing cho bệnh nhân, nghĩa là làm Pap nhúng dịch trong trường hợp chảy máu cộng với làm xét nghiệm tầm soát HPV cho bệnh nhân luôn. Và như anh nói ha, nếu như mà tụi em nghi ngờ cái sang thương ở cân cổ cung mà có thể phải băng cân cổ cung ra để mình quan sát luôn. Hai cái đó là về phần Pap chảy máu ha. Rồi chích ngừa HPV. Chích ngừa HPV thì có bạn đề cập tới và cũng nói luôn, bạn đó cũng nói luôn là vẫn phải tầm soát ung thư cổ cung, thì anh đồng ý ha. Hiện tại ung thư cổ cung người ta tìm ra được cái nguyên nhân nhiều khả năng là HPV, nhiều thôi nha chứ không phải là toàn bộ. Và HPV người ta xét sàng lọc ra được hai nhóm nguy cơ cực cao cộng với 12 nhóm nguy cơ cao. Hai nhóm nguy cơ cực cao là 16 và 18, và còn lại 12 nhóm nguy cơ cực cao. Tổng cộng 14 nhóm đó nó sẽ chiếm khoảng 90% nguyên nhân của ung thư cổ cung, và còn một vài nhóm còn lại người ta chưa phân lập được. Rồi, cái chích ngừa HPV là sao? Chích ngừa HPV là mình chích ngừa hai con virus 16 và 18. Hiện tại nó có hai loại xét nghiệm HPV lưu hành trên thị trường là nhị giá và tứ giá. Nhị giá sẽ là chích ngừa virus HPV 16 và 18. Còn tứ giá là 16, 18 và hai con gây mồm gà là 6 và 8. Thì tụi em thấy chủ yếu là chích 16, 18 thì mình chỉ ngăn ngừa được khoảng 70% nguy cơ ung thư cổ cung thôi. Còn 30% còn lại, tại vì 16, 18 là nó chiếm khoảng 74, 71% nguy cơ ung thư cổ cung, tác nhân gây nên ung thư cổ cung. Còn 30% còn lại mình sẽ không có ngừa được. Cho nên thực tế cái mũi này gọi là mũi chích ngừa HPV thôi, chứ không phải là chích ngừa ung thư cổ cung, mà do mình quen mình gọi như vậy thôi. Chứ thật ra chích cái này không có nghĩa là người phụ nữ đó sẽ không bị ung thư cổ tử cung. Mình vẫn sẽ phải đi tầm soát ung thư cổ cung như những người phụ nữ khác. Tuy nhiên cái nguy cơ của mình nó sẽ thấp hơn so với những cái người phụ nữ khác. Vậy ha. Rồi, tiếp theo là sinh thiết từng phần. Sinh thiết từng phần nghĩa là sao? Nghĩa là sinh thiết nhiều phần và mỗi phần mình sẽ bỏ vô một lọ bệnh phẩm khác nhau. Thì nó gọi là sinh thiết từng phần. Và chữ nội soi sinh thiết từng phần là không đúng ha, nó là nạo sinh thiết từng phần. Mình dùng cái muỗng nạo hoặc là mình dùng cái ống hút á, ống hút để mình hút cái mô ra. Thì chứ không có nội soi gì ở đây ha. Đó là nạo sinh thiết từng phần, nghĩa là lấy của từng phần bỏ ra từng hũ để đi gửi cho phẫu bệnh. Chứ nếu như mà tụi em lấy, tại vì tụi em biết ha, nguyên cái tử cung của mình nó sẽ có phần lòng nội mạc tử cung, phần cân cổ tử cung và cái phần cổ cung ở ngoài. Cái phần cổ cung ở ngoài thì mình có thể thấy, mình bấm sinh thiết dễ dàng. Còn cái lòng tử cung và cái cân tử cung là mình phải nạo mù, chứ mình đâu có thấy mà mình bấm sinh thiết được. Thì mình sẽ lấy hai cái phần đó và mình sẽ phải bỏ ra hai cái hũ riêng biệt để nó không có bị hòa lẫn vô nhau. Và nguyên tắc mình sẽ phải lấy cả cổ tử cung trước rồi mình mới lấy ở trong lòng tử cung. Tại vì nếu như tụi em lấy ở lòng tử cung trước
thì cái mô ở lòng tử cung nó sẽ vô tình nó rơi ra cái cổ cung, và khi mà mình nạo cổ cung ra bất thường, mình không biết cái mô đó nó nằm ở cổ tử cung, cân cổ cung hay là lòng tử cung. Cho nên nạo sinh thiết từng phần nghĩa là lấy mô ở cân cổ tử cung trước, sau đó sẽ tiến hành hút lòng tử cung để lấy mô ở trong lòng tử cung ra. Rồi khoa có nói một cái xét nghiệm chuyên sâu hơn, chính xác hơn so với nạo sinh thiết từng phần. Tại vì nạo sinh thiết từng phần nghĩa là nạo mù, nạo mù nghĩa là mình không thấy, mình lấy đại có thể mình sẽ bị bỏ sót. Thì cái xét nghiệm khác ấy, nó là nội soi buồng tử cung và bấm sinh thiết. Cũng hẳn là bấm, nếu mà tụi em sẽ cắt mô luôn đó. Nội soi buồng tử cung nghĩa là lấy một cái camera đưa vô cái buồng tử cung, mình coi cái nội mạc ở chỗ nào nó bất thường, mình sẽ cắt cái mô đó ra và mình đi gửi cho phẫu bệnh ha. Thì cái đó nó cao cấp hơn so với nạo sinh thiết từng phần, tại vì nạo sinh thiết từng phần nghĩa là nạo mù. Rồi một câu hỏi nữa là sarcoma. Sarcoma thì anh nghe có bạn nói là chỉ có mổ xong làm giải phẫu bệnh mới biết là sarcoma thôi. Thì đúng ha, thì như anh nói, giải phẫu bệnh nó là cái chẩn đoán xác định cuối cùng, nó là cái tiêu chuẩn vàng, không có nó thì không có thể phân biệt được. Tuy nhiên, sarcoma hiện tại, nếu như mà tụi em đợi mổ xong mà mình mới chẩn đoán sarcoma, thì như vậy nhiều trường hợp bệnh nhân mổ sẽ bị gọi là mổ sai lầm. Tại vì thường sarcoma mình sẽ chẩn đoán sai với lại u xơ tử cung. Mà tụi em biết là u xơ tử cung bây giờ cái xu thế bây giờ là mổ nội soi. Nội soi nghĩa là mổ mấy cái lỗ nhỏ xíu à, mà cái cục u xơ nó 6-7 phân lực, để lấy được cái cục u xơ đó ra hoặc lấy được cái tử cung đó ra, người ta sẽ phải bào cái tử cung, nghĩa là có một cái máy như máy xay thịt đó, bào cái cơ tử cung đó ra, lấy ra ngoài. Thì khi mà mình bào như vậy, những cái tế bào trong cái cơ tử cung đó nó sẽ bắn ra khắp ổ bụng luôn. Cho nên nếu như mà sarcoma tụi em chẩn đoán lộ với u xơ tử cung, tụi em mổ nội soi, tụi em bóc u xơ ra, tụi em bào, thì như vậy bệnh nhân em có thể đang ở giai đoạn 1A, nó có thể lên tới giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 luôn. Cho nên để dè chừng với sarcoma thì mình nên chú ý những cái trường hợp ha, một người phụ nữ lớn tuổi gầy có phát hiện u xơ tử cung phát triển rất nhanh, nghĩa là tăng kích thước lên rất nhanh và có kèm những cái triệu chứng của tiền ung thư, ví dụ như là sụt cân, ăn uống chán ăn khó tiêu, ví dụ như vậy. Để tụi em sẽ cho bệnh nhân làm thêm những thứ ví dụ như là MRI, ha, siêu âm Doppler, MRI, siêu âm phản hồi mô, để mình phân biệt, để mình xác định được nó là sarcoma hay là u xơ tử cung. Khi đó tụi em sẽ quyết định một cái đường mổ an toàn hơn cho bệnh nhân. Ví dụ như nếu là sarcoma thì mình sẽ phải mổ hở và mình cắt toàn bộ tử cung luôn, chứ tôi không có mổ nội soi rồi tôi bào cái cục đó để cho nó lây lan hết toàn ổ bụng thì không có nhé. Cho nên sarcoma là mình phải dè chừng. Ngoài ra nó còn có một cái nhóm tụi em có thể về đọc thêm, đó là STUMP, nghĩa là u xơ tử cung chưa loại trừ nguy cơ ác tính. Thì cái nhóm đó nghĩa là trên tế bào nó có sự tăng sinh nhưng nó chưa có sự tạo ra được những cái tế bào hoại tử, những cái tế bào hoại tử mà ác tính. Tế bào hoại tử ác tính nghĩa là những cái tế bào ung thư mà khi mà nó phát triển nó sẽ đòi hỏi một cái lượng máu rất là nhiều, thì cái máu của mình cung cấp không đủ nó sẽ hoại tử đi, và những cái hoại tử đó nhìn nó rất là ghê. Thì cái nhóm STUMP nó sẽ không có cái chuyện đó, nhưng mà nó sẽ có sự tăng sinh tế bào trong đó. Thì những cái nhóm đó người ta xếp vào cái nhóm cũng chưa chắc nó là ác tính, mà cũng nó cũng không hẳn là lành tính. Thì tụi em có thể đọc thêm về cái nhóm đó, và cái nhóm đó mình chỉ chẩn đoán dựa trên giải phẫu bệnh thôi. Hiện tại rất khó chẩn đoán phân biệt giữa u xơ tử cung với cái nhóm u xơ đó ha. Đó là về phần sarcoma. Và sarcoma thì nó là u xơ trong cơ ung thư trong thân tử cung, cho nên mình sẽ không sử dụng cái nạo sinh thiết từng phần để mình chẩn đoán được, mà cái đó thì chỉ có MRI để định hướng chẩn đoán, và sau đó là chẩn đoán cuối cùng bằng giải phẫu bệnh. Có một câu nữa là về xét nghiệm nội tiết. Thì xét nghiệm nội tiết nó có giá trị như thế nào? Xét nghiệm nội tiết thường là sẽ có bao gồm nguyên một bộ xét nghiệm, thì tụi em sẽ lượt lượt qua ha, là FSH nè, LH, estrogen, progesterone, prolactin. Ngoài AMH là cái nội tiết nội tại ở buồng trứng, để nói lên từ chữ buồng trứng, thì cái đó thì khi nào tụi em đi hiếm muộn tụi em sẽ biết. Ngoài ra những cái nội tiết có thể ảnh hưởng tới kinh nguyệt, ví dụ như là tuyến giáp, bao gồm FT3, FT4, TSH, đái tháo đường thai kỳ ha. Đái tháo đường thì mình sẽ làm HbA1c, đường huyết bất kỳ. Ok, đó là những cái xét, hoặc là thêm một cái nội tiết nữa mà ảnh hưởng tới kinh nguyệt, đó là prolactin. Thì cái bộ xét nghiệm sẽ gồm những cái đó. Thì thứ nhất,
là mình chỉ định xét nghiệm nội tiết khi tụi em nghĩ cái đó là rối loạn kinh nguyệt liên quan tới có nguyên nhân chức năng ha, nguyên nhân rối loạn kinh nguyệt chức năng thôi, nó không có liên quan gì tới, nghĩa là khi mà tụi em đã loại bỏ được hết tất cả các nguyên nhân về thực thể thì mình mới nghĩ tới AUB chức năng thì mình mới đi chỉ định xét nghiệm nội tiết. Chứ ở thời điểm hiện tại nếu như mà nó đã có xác định rõ ràng có nguyên nhân thực thể thì coi như tạm thời không có suy nghĩ tới cái nguyên nhân chức năng, và tụi em không có cần làm những cái xét nghiệm nội tiết đó để làm gì, bởi vì thứ nhất cái giá trị nó chắc chắn là không có giá trị gì hết, mình đâu có nghĩ tới cái nhóm đó đâu mà mình cho xét nghiệm đó. Cái thứ hai là nó cũng chả giải quyết được chuyện gì và bệnh nhân tốn một đống tiền nữa. Ở thời điểm hiện tại như cái case này thì tụi em xét nghiệm nội tiết chỉ để xác định bệnh nhân nằm trong giai đoạn tiền mãn kinh thôi, chứ còn nó hiện tại nó không có giá trị gì nhiều lắm. Xét nghiệm nội tiết thật ra cái giá trị của nó nằm ở trong nhóm bệnh nhân rối loạn phóng noãn, nghĩa là kinh nguyệt không đều mà liên quan tới hiếm muộn đó, thì tụi em xác định nội tiết để tụi em xác định có cái nguyên nhân hiếm muộn của bệnh nhân là gì. Chứ còn xuất huyết tử cung bất thường thì thường khi mà tụi em đã loại trừ được hết tất cả các nguyên nhân thực thể mà tụi em xác định là để coi thử bài này xuất huyết tử cung chức năng nó là do rối loạn trục hạ đồ tuyến yên buồng trứng hay là do bệnh nhân đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hay như thế nào, thì khi đó mình mới xét nghiệm. Nghĩa là nó sẽ nằm trong cái xét nghiệm sau đó, nghĩa là khi mà tụi em đã chuẩn đoán loại trừ được hết tất cả các nguyên nhân thực thể thì mình mới làm. Rồi có một bạn hỏi về chu kỳ ngắn lại trong tiền mãn kinh, thì tụi em biết là quay về cái sinh lý chu kỳ kinh nguyệt thì khi mà một cái chu kỳ sẽ có một cái nang trứng phát triển, và cái nang trứng đó gọi là nang trứng vượt trội, nó sẽ tiết ra nhiều estrogen và progesterone, thì estrogen và progesterone nó sẽ feedback lên trên hạt đồi tuyến yên, nó gây block hoàn toàn vùng hạt đồi tuyến yên, không tiết được FSH và LH để đảm bảo cho một chu kỳ chỉ có một nang trứng phát triển thôi. Thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh thì khi đó cái lượng trứng của bệnh nhân nó sẽ suy giảm rất nhiều so với cái giai đoạn trong độ tuổi sinh sản trước đó, cho nên khi đó tuy là một cái chu kỳ chỉ có một cái nang trứng phát triển, nhưng những cái nang trứng còn lại nó cũng giai đoạn chiêu mộ nó cũng sẽ phát triển theo và nó cũng sẽ tiết ra estrogen. Thì ở giai đoạn tiền mãn kinh thì cái lượng trứng tổng cộng nó sẽ giảm đi nhiều, cho nên cái lượng estrogen toàn bộ nó sẽ giảm đi ít, toàn bộ nó sẽ giảm hơn so với trước đó. Thì khi mà lượng estrogen nó giảm hơn, cái feedback ức chế lên hạ đồi tuyến yên nó sẽ không được như trước, thì khi đó có thể có những giai đoạn mà estrogen nó không ức chế được hoàn toàn cái vùng hạ đồi tuyến yên, làm cho tuyến yên quay hoạt động trở lại khi đang ở trong chu kỳ, nó sẽ tiết ra những cái xung FSH và LH, làm cho những cái đoàn hệ noãn của những cái chu kỳ khác nó phát triển luôn ngay trong chu kỳ này, chứ không nó không có đợi hết chu kỳ này nó mới phát triển. Thì khi đó nó sẽ tạo thành những cái chu kỳ chồng lấp lên nhau, và thực ra khi đó bệnh nhân không phải là kinh nó ngắn lại, nhưng mà chẳng qua là những cái chu kỳ nó chồng lấp lên nhau, cho nên thành ra mình nhìn cái dòng kinh của bệnh nhân nó ngắn lại thôi, chứ mỗi đoàn hệ noãn nó vẫn đảm bảo là một chu kỳ như vậy, nhưng cũng như là 15 ngày thì có một chu kỳ đó khác khác phát triển lên, cho nên cái chu kỳ kia vừa kết thúc thì 15 ngày sau một cái chu kỳ khác cũng kết thúc, và nó chồng 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 lên nhau như vậy cho tới khi nào bệnh nhân hết trứng hoàn toàn, nó không còn trứng nữa, thì khi đó bệnh nhân tắc kinh luôn, nó sẽ thưa dần cho tới khi tắc kinh luôn. Thì cái đó là sinh lý thôi, và mình để phân biệt giữa cái chuyện chồng lấp chu kỳ do rối loạn tiền mãn kinh với lại rong huyết nó rất là khó, thật sự là rất là khó để mình phân biệt. Cho nên thì thật ra khi vẫn như cũ hơn, nghĩa là tụi em vẫn coi như nó là xuất huyết tử cung bất thường và xác định coi bệnh nhân có nguyên nhân thực thể hay không. Nếu như không có nguyên nhân thực thể, mình mới nghĩ cái đó kinh nó nhiều như vậy là do chồng lấp những cái chu kỳ lên với nhau của rối loạn tiền mãn kinh, chứ không phải là một cái nguyên nhân rong huyết thực thể khác. Rồi về yếu tố nguy cơ của ung thư nội mạc tử cung và tăng sinh nội mạc tử cung thì bạn Khoa đã nói rồi ha. Ở case này bệnh nhân có một cái yếu tố nguy cơ đó là bệnh nhân trên 45 tuổi và có rong huyết tử cung bất thường, thì đó là yếu tố nguy cơ đủ để tụi em quyết định nạo sinh thiết rồi. Và cái chỉ định nạo sinh thiết không phải là 4, không phải là 8, không phải 11, nó sẽ tùy thuộc vào từng độ tuổi của bệnh nhân và từng cái thời điểm mà siêu âm, ví dụ như là giai đoạn vừa mới sạch kinh thì cái nội mạc nó sẽ khác so với giai đoạn giữa chu kỳ kinh, chắc chắn là giữa chu kỳ kinh thì nó sẽ dày lên là bình thường, cho nên thường để siêu âm đánh giá nội mạc tử cung
thì sẽ hẹn bệnh nhân khi mà sạch kinh, thì khi đó mình mới đánh giá chính xác nhất được. Và nội mạc tử cung trên 4 mm mới quyết định là sinh thiết, đó là tiêu chuẩn của bệnh nhân mãn kinh. Còn đối với bệnh nhân chưa mãn kinh thì cái tiêu chuẩn đó nó khác. Còn ở bệnh nhân này thì ngoài trường hợp siêu âm ra nếu thật sự nó quá mỏng thì tôi không nạo thôi, chứ còn là anh nghĩ là nên nạo, bởi vì bệnh nhân có yếu tố nguy cơ và có triệu chứng tiền ung thư, thì như anh nói để loại trừ được ung thư chỉ có giải phẫu bệnh thôi, thì tụi em nên nạo sinh thiết từng phần cho bệnh nhân này. Tất nhiên là nó sẽ theo sau cái siêu âm của mình, nhưng để loại trừ hoàn toàn ung thư thì nên nạo. Ok, có thắc mắc gì không? Bạn có còn thắc mắc gì không? Rồi qua cái slide tiếp theo nha. Slide tiếp theo. Có bạn nào có thể đặt cái slide này? Alo. Alo dạ ơi. Hồng dịch đi không? Ở cái giai đoạn 4 thì cho kết quả là quyết tích âm tính. Ở kết quả siêu âm thì tử cung ngã trước, đường kính tử cung trước sau là 41 mm, nội mạc là 6 mm, và có một cái khối echo không đồng nhất với đường kính, với kích thước là 22 x 22 x 25 mm, giới hạn thì rõ, nằm ở thành sau và ở trong cơ và dưới niêm. Cái buồng tử cung thì méo mó về phần phụ bên trái và bên phải thì bình thường. Và cái kết luận ở đây là nghi ngờ một cái u xơ cơ tử cung dưới niêm. Đúng không? Từ slide này thì có bạn nào đưa ra cái keyword hay là cái suy nghĩ gì? Cho anh chẩn đoán. Cho chẩn đoán xác định được chưa, hay có cần đề nghị thêm gì không? Hello. Mình thì qua cái kết quả của siêu âm ấy, mình thấy cái này là một cái u xơ trong cơ dưới niêm, thì có thể là theo Figo thì có thể là loại 1 hoặc loại 2, nên mình đề nghị thêm một cái siêu âm bơm nước để xem nó là cái loại nào, và có thể là rà soát lại xem ở trong lòng tử cung các sang thương gì khác hay không. Rồi em có chẩn đoán thêm gì không, hay là chẩn đoán xác định luôn, hay là vẫn còn phân biệt? Từ kết quả này các bạn có loại trừ được cái chẩn đoán nào không, hay là có làm rõ cái chẩn đoán của mình không? Theo mình thì qua cái siêu âm này thì mình chẩn đoán luôn là cái này là do cái u sơ tử cung. Xác định luôn ha. Cho Minh hỏi gì là tại sao phải làm cái siêu âm xít đúng không? Cái bơm nước hả? Tại vì mình đi khoa phụ thì mình cũng không thấy là làm cái siêu âm đó là nào hết. Hay là ở trên lầu 8 có làm hay không thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình có đi một tuần mình cũng chưa thấy làm mà. Muốn biết cái chính xác đồ để đó để có hướng xử trí khác hả? Tức là trong cái siêu âm này nó chỉ nói là trong cơ và dưới niêm thôi, thì có thể là theo Figo thì có thể là loại 1 và loại 2, thì mình chưa biết được nó là cái loại nào, cho nên là mình muốn thêm một cái siêu âm bơm nước nữa để xem nó là chắc chắn là cái loại nào đó, rồi có thể là mình có thể là rà soát thêm được các cái sang thương gì khác nữa bên trong lòng tử cung hay không đó. Cảm ơn chị Hà. Còn bạn nào có đưa ra cái biện luận của mình không? Khoa ơi, các bạn loại ung thư của em luôn này, em có chịu không? Dạ, em thấy là bệnh nhân này có cái nội mạc tử cung trên 6 mm ha. Em nghĩ là tuy là có thể cái hình ảnh này là bờ đều rồi kích thước bên trong thành, nhưng mà mình cũng không thể loại trừ được cái ung thư nội mạc, nên là vẫn nên sinh thiết nha. Tức là có thể là nó là kết hợp giữa hai cái, và em đồng ý với bạn là vẫn có cái siêu âm bơm nước lòng tử cung để đánh giá thêm cái u xơ đó, còn vẫn nên và vẫn sinh thiết luôn.
Nếu làm cái nào trước? Chứ nào sinh thiết với lại sơn bơm nước lòng nên làm cái nào trước? Dạ nếu mà mình chưa nghĩ nó là có nguyên nhân gì thì mình để từ từ mình xử lý sau không được, là mình để mình coi coi là nó có phải là cái ung thư không, với lại là không biết là cái việc bơm nước vào lòng thì nó có ảnh hưởng gì tới cái tế bào khối u không. Cái này em chưa có, không biết là có nên bơm nước vào lòng tử cung để siêu âm á. Rồi, cảm ơn em. Rồi nếu mà kết quả của siêu âm mà ra kết quả là khối u sơ dưới niêm mạc, các bạn có bạn nào đưa ra là phân độ máy theo Figo, các bạn mình mới gửi lên meeting chat. Rồi giờ có hai luồng ha, một là chẩn đoán xác định là AUBL luôn theo như bạn Duy, còn một là vẫn có thể đưa lên cái AUBL lên trước nhưng vẫn để cái AUBM để quyết định sinh thiết nội mạc tử cung, thì tụi em theo hướng nào? Và bạn Khoa có là liệu nếu như mình không sinh thiết nội mạc tử cung mà mình bơm siêu âm bơm nước lòng tử cung mà lỡ ca đó xui nó ra ung thư, thì cái chuyện mình bơm nước như vậy nó có làm phát tán những cái tế bào ung thư đi vô hai cái vòi trứng hay không? À, nói đi mọi người. Alo Khoa, mình có đọc sách đó, thì là mình thấy là người trong sách họ nói là hiện nay là vẫn chưa có đủ bằng chứng về khả năng phát tán tế bào ung thư ngược dòng qua vòi trứng và ổ bụng khi mà làm khảo sát bơm nước đó, hay là đó, nên là mình thấy là cái việc mà bạn lo về phát tán tế bào ung thư thì là không cần. Vậy thì em có nên nặng sinh thiết không hay là kệ nó khỏi luôn rồi mình cứ bơm thôi, khỏi nghĩ tới cái chuyện nặng sinh thiết luôn? Thưa anh thì em cũng vẫn nghĩ đến cái chuyện nặng sinh thiết, bởi vì theo em đọc được thì là đa phần là cái u xơ tử cung là u xơ lành tính, nhưng mà vẫn có một tỷ lệ nhỏ là các trường hợp là được chẩn đoán phẫu thuật u xơ tử cung nhưng mà sau đó lại có kết quả là ác tính hoặc là cái sarcoma, nên là em nghĩ là cái nạc sinh thiết thì dạ phẫu bệnh thì là nạc sinh thiết thì vẫn là cần thiết ạ. Ừ. Còn bạn nào có ý kiến? Duy, hồi nãy em nói là chẩn đoán xác định là AUBL luôn, thì giờ em có thay đổi không hay là em vẫn giữ nguyên chẩn đoán và không có và có cái suy nghĩ khác với các bạn? Dạ, no. Em nghĩ là có thể là làm thêm cái sinh thiết nữa là. À, vẫn vậy là giờ thay đổi vẫn đi theo là giờ thay đổi cái quyết định của mình đi theo các bạn vì các bạn thích rồi. Rồi. Sao? Còn ai có ý kiến gì nữa không? Rồi Khoa, bạn giải thích cho em cái vụ bơm nước rồi đó, em có đồng ý không? À,
để tìm hiểu lại. Rồi, vậy giờ tụi em thống nhất là chẩn đoán là AUBL nhưng vẫn không loại trừ được ung thư, cho nên mình vẫn phân biệt với AUBM. Mà ung thư này tụi em nghĩ nhiều là có thể là ung thư lòng mạch tử cung hoặc là ung thư từ cái khối sarcoma thân tử cung nó xâm lấn vô lòng tử cung, và đề nghị là nạo sinh thiết buồng tử cung, kèm theo đó là làm một cái siêu âm bơm nước lòng tử cung. Và hiện tại tụi em suy nghĩ là cho dù nó là lành tính hay ác tính thì cái chuyện siêu âm bơm nước lòng tử cung nó vẫn không ảnh hưởng gì tới cái chuyện là phát tán tế bào ung thư. Ok, chốt vậy ha, anh qua slide tiếp theo luôn, coi có đúng với những gì mình muốn làm không. Qua ha. Rồi, đây slide cuối cùng. Các bạn nào có thể dịch cái slide này. Không có bạn nào thì mình chỉ định. Hello. Ok, đi dịch đi em. Cái cô T này thì được chỉ định siêu âm bơm nước về sinh thiết từng phần, thì kết quả của siêu âm bơm nước đó, thì là thành sâu của tử cung có một khối phản âm không đồng nhất, đường kính là 3 x 3 x 3 cm, nhô vào bên bên trong lòng tử cung sau khi mà được bơm nước, thì dưới 50% trong cơ tan sinh mạch mà mạch máu xung quanh cái khối u trên cái Doppler, kết luận là một cái u sơ dưới niêm theo Figo này, Figo 1. Còn kết quả của sinh thiết từng phần thì là viêm mãn tính trong kênh cổ tử cung và nội mạc tử cung thì trong giai đoạn tan sinh. Rồi chốt cho anh cái trận đấu cuối cùng đi. Vì đưa ra được không nhỉ? Ai cũng được. Dạ, cái chẩn đoán xác định lúc này là cái u sơ tử cung Figo 1. Dưới niêm Figo 1. Đủ chưa? Chẩn đoán vậy đủ chưa? Tới thời điểm này là các bạn có loại bỏ luôn cái ung thư không hay là vẫn vẫn khoa? Dạ, em nghĩ là còn thêm là tăng sinh nội mạc tử cung nữa. Tăng sinh nội mạc tử cung nữa. Mọi người có ý kiến nào khác không? Em nghĩ là nên cho cái kích thước vô nữa. Kích thước. Rồi, tập thói quen ha. Thấy người ta nói AUBL nghĩa là xuất huyết tử cung bất thường, nghĩ cho u sơ tử cung. Thì tập cái thói quen ha, khi mà tụi em đã chuẩn đoán u sơ tử cung. Tại vì u sơ tử cung nó là một cái bệnh lý lành tính, cho nên mình chỉ điều trị khi mà nó có biến chứng thôi ha. Cho nên khi mà chẩn đoán u sơ tử cung, thứ nhất là phải nói u sơ tử cung một hay nhiều ha, nghĩa là đa u sơ tử cung hay là u sơ tử cung thôi, thì tụi em có, thì Duy có nói rồi. Thứ hai là phải có được Google phân phân loại, tại vì mỗi cái u sơ tử cung điều trị nó sẽ khác nhau, là Duy cũng nói rồi là u sơ tử cung Figo 1. Tuy nhiên
phải nói thêm cái biến chứng của nó, tại vì có biến chứng mới điều trị, không có biến chứng thì kệ nó đục vô chi. Ha, thì em sẽ phải nói là u xơ tử cung Figo 1 gây rong gây xuất huyết tử cung bất thường chẳng hạn như vậy. Còn cái chuyện thiếu máu hay không là sẽ dựa trên cái xét nghiệm để nói ha. Tuy nhiên là phải nói lên cái biến chứng của u xơ nữa, tại vì nếu như u xơ tử cung không biến chứng thì không có chỉ định điều trị. Ok. Rồi thì ở cái case này tụi em thấy ha, anh làm từ trên à, còn cái nữa là kết quả như vậy là có tăng sinh nội mạc tử cung hay không, thì tụi em biết ha, nội mạc tử cung trong một cái chu kỳ bình thường nó sẽ có hai giai đoạn, gọi là giai đoạn phát triển và giai đoạn chế tiết. Nó đồng thời với cái giai đoạn của buồng trứng á, là cái giai đoạn năng loãng và giai đoạn hoàn thể. Thì cái này nghĩa là giai đoạn phát triển của cái pha năng loãng hoặc là cái pha nội mạc tử cung thôi. Còn nếu như mà nó là tăng sinh nội mạc tử cung thì cái chữ người ta ghi sẽ khác, nó sẽ là hyperplasia, nghĩa là tăng sản. Còn cái này nó đang ở giai đoạn phát triển thôi. Proliferation thôi, nghĩa là cái phase phát triển là phase năng loãng thôi. Chứ còn nếu như mà tụi em thấy người ta ghi cái chữ là hyper hyperplasia là tăng sinh đó, endometrium á, thì cái đó nó mới là tăng sinh nội mạc tử cung. Rồi, case này thì tới đây là rõ rồi ha. Đó là xuất huyết tử cung bất thường do u xơ tử cung hay Figo 1. Thì anh muốn làm một cái case này để cho tụi em có một cái định hướng ha. Một cái định hướng nghĩa là mình sẽ đi theo cái flow đó. Thì cái case này như một case xử trí thực tế thôi, nghĩa là nó đầy đủ các bước luôn. Để mai mốt tụi em gặp một trường hợp như vậy, tụi em sẽ làm tất cả những thứ tương tự như vậy. Nghĩa là vô đầu tiên với một ca xuất huyết bất thường, mình sẽ phải coi cái nguồn xuất huyết ở đâu. Lúc nào cũng phải cảnh giác với những cái cơ quan khác, ví dụ như là trực tràng, đường tiểu ha, là mình phải hỏi bệnh sử để nghĩ coi có những nguyên nhân đó không, thậm chí là phải khám và tuýp xe rectal luôn. Tiếp theo là mình phải quan sát âm hộ, đặt mẫu vật quan sát âm đạo của tử cung, coi có nguy cơ của ung thư những cái hoặc là sang thương ở những vùng đó hay không. Rồi khi mà mình xác định nó là AUB, nghĩa là xuất huyết tử cung bất thường rồi, thì tiếp theo đó hành động của tụi em sẽ là xác định nó là liên quan tới thai kỳ hay không liên quan tới thai kỳ, bằng cách hỏi bệnh sử, bằng cách cho bệnh nhân thử quyết tích. Cái hành động này rất là nhanh thôi. Rồi khi mà mình đã thử quyết tích rồi, mình xác định cái này là liên quan tới thai kỳ hay không liên quan tới thai kỳ rồi, thì cái nhóm thai kỳ sẽ bao gồm xuất huyết ha, tử cung ban đầu thai kỳ ha, ví dụ thai ngoài, thai trứng, giờ sảy thai gì đó tùy ha. Còn đối với cái nhóm xuất huyết tử cung không liên quan tới thai kỳ thì tụi em có phân độ palm coen. Nói palm coen thôi thì để đơn giản hơn, nó sẽ là xuất huyết tử cung chức năng và thực thể. Thì khi nào mình chẩn đoán là xuất huyết tử cung chức năng là khi mình đã loại trừ được những cái xuất huyết tử cung thực thể, nghĩa là ban đầu nhiệm vụ của tụi em vô là phải làm những cái gì đó để loại trừ hoàn toàn cái xuất huyết tử cung thực thể cho anh. Thì khi nào mà mình đã loại trừ được những cái xuất huyết tử cung thực thể, mình mới có quyền chẩn đoán xuất huyết tử cung chức năng. Và để loại xuất huyết tử cung thực thể thì có vài chuyện đơn giản thôi, đó là thăm khám, khám tử cung coi nó như thế nào, có to hay là có vấn đề gì hay không, hỏi bệnh sử bệnh nhân rong kinh rong huyết như thế nào, có thống kinh hay không, để có thể nghĩ tới adeno hay gì đó, hoặc là tiền sử bệnh nhân trước đó có chẩn đoán u xơ hay gì hay chưa. Rồi một cái chuyện đơn giản tiếp theo đó là siêu âm đầu dò âm đạo có phổ màu hay không, thì tùy thuộc vô cái khả năng của từng nơi ha. Nhưng mà cái đơn giản là cái siêu âm đầu dò âm đạo để quan sát. Và lúc nào mình cũng phải suy nghĩ cái nguy cơ của ung thư nội mạc tử cung hoặc là tăng sinh nội mạc tử cung. Nếu như có nguy cơ thì anh khuyên tụi em nên thực hiện nạp sinh thiết. Đó là một hành động khá là đơn giản và mình sẽ loại trừ được rất là nhiều nguy cơ cho bệnh nhân. Còn hơn là mình không nghĩ tới, mình không làm thì mình không loại trừ được. Cuối cùng nó ra như vậy là mình đã làm cho bệnh nhân thiệt hại rất là nhiều. Tất nhiên anh không khuyên tụi em là ca nào vô mình cũng đi đè ra nạo sinh thiết thì không có. Em phải đánh giá ha, ca nào có nguy cơ thật sự hay không thì tụi em mới nạo sinh thiết. Chứ không phải là ca nào vô mình cũng đè ra nạo sinh thiết thì không có. Ha, nói chung mình làm cái gì là mình phải suy tính trước. Ha, rồi. Cuối cùng mình sẽ ra được một cái chẩn đoán xác định cuối cùng để mình đưa ra phương hướng điều trị cho bệnh nhân. Rồi cái SIS ở đây có giá trị gì? SIS ở đây có giá trị khi mà có một khối phản âm hỗn hợp trong lòng tử cung mà em muốn đánh giá. Thứ nhất là để phân biệt giữa cái u xơ và cái polyp thì ông nói ha,
Nhưng cái quan trọng nhất của SIS, cái siêu âm bơm nước lọc là để đánh giá cái mức độ xâm lấn vô buồng tử cung của cái khối u xơ là nhiều hay ít. Để khi đó thì em sẽ đưa ra được một cái định hướng để điều trị. Nếu như nó xâm lấn vô buồng tử cung nhiều, Figo 1 hoặc Figo 0, hoặc là Figo 2 nhưng khối nhỏ, hoặc là cái phần sen vô cơ nó khá là nhiều, sen vô lòng tử cung khá là nhiều, thì tụi em sẽ quyết định điều trị với phương pháp là nội soi buồng tử cung để cắt cái nhân xơ đó ra. Còn nếu như mà siêu âm bơm nước lọc thấy nó chỉ có tiếp xúc với nội mạc tử cung hoặc là nó ăn vô nội mạc tử cung rất ít, thì khi đó mình sẽ cảm giác được là mình đưa cái siêu âm đầu, mình đưa cái điều trị là phẫu thuật nội soi cắt u xơ tử cung qua ngã âm đạo đó, nội soi buồng tử cung đó, khả năng thành công rất là thấp. Thì khi đó mình sẽ chuyển, mình mở mổ nội soi đường bụng hoặc là mình mổ đường bụng để mình bóc cái u xơ đó ra ở đường bụng. Nên thì cái đó nó sẽ định hướng cho mình được cái phương pháp điều trị. Còn nữa là đối với những cái loại u xơ tử cung mà dưới niêm ấy, thì khả năng điều trị nội khá là thấp, cho nên mình nên đưa cái điều trị ngoại khoa lên trước. Còn đối với u xơ tử cung trong cơ hay dưới thanh mạc thì khi đó thì em có thể đưa cái điều trị nội lên, nếu như bệnh nhân còn muốn chưa muốn phẫu thuật thì mình có thể đưa cái điều trị nội lên trước được. Vậy ha. Còn biết phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ thì em coi bây giờ chưa? Hình dung ra được nó là cái gì không? Là soi nội soi ở trong buồng tử cung hay là nội soi ở bụng? Nội soi buồng tử cung á. Chỉ có coi một ca ở trong ổ bụng. Mới coi trong ổ bụng hả? Dạ, kỳ đó đi phụ mổ với anh Hoàng á. Ca đó là thai ngoài, nhưng mà bà có cái u xơ dưới thanh mạc nó lòi ra, cái anh Hoàng cắt miễn phí cho bà luôn. Đợi anh xíu. Đây, anh sẽ xem màn hình để em coi cho biết. Thấy chứ hả? Hysteroscopic fibroid resection. Thấy không? Thấy không? Alo. Chưa lên. Ủa. Nó bị trắng giờ nó. Hả? Không có thấy nó bị trắng cái mày. À thấy rồi. Thấy rồi anh. Scopic surgery represents a branch of thì cái nội soi buồng tử cung ngã âm đạo là tụi em sẽ đưa cái đầu dò âm đạo qua cái lỗ cổ cung thôi mà không có mổ gì trên bụng hết. And as specialists, we share its origins with our fellow anterior bleeding whilst performing the dilatation of the external cervical orifice. After visualizing the cervix, mà nó cái nhân xơ nó nằm trong cái buồng tử cung nhiều thì mình mới làm cái chuyện đó được, thì thường là Figo 1 hoặc Figo 0 thì mình làm cái chuyện đó được, 2 thì hên xui, 2 thì hên xui được, lúc được lúc không. Thì đầu tiên là mình sẽ nong cái cổ cung rộng ra, tại vì cái ống soi đó nó to tới, nó to lắm, nó khoảng gần 10mm đó, cho nên tụi em phải nong tới ống số 9 lận thì mới đưa cái ống nó qua vừa được. Rồi khi mà mình đưa cái ống đó qua cái buồng tử cung ha, thì cái ống đó là nó bao gồm một cái đèn và một cái dụng cụ nằm ngay trước cái đèn luôn. Nó thường là một cái dụng cụ hình vòng cung vậy nè, nó nối với dòng điện, thì mình sẽ điều khiển được trên cái đèn đó luôn, nghĩa là nó dính chặt với nhau luôn á, là mình có một tay để mình làm thôi. Thì cái vòng cung này mình có thể thu ra và giãn vô được, thì mình dùng cái vòng cung này để mình cắt cái u xơ đó. Cái u xơ này nằm đây nè, thấy không, có mạch máu tăng sinh nè, đó người ta đưa qua để người ta cắt cái u xơ đó đó. Cho nên thường cái nào mà nó nằm xâm lấn vô buồng tử cung nhiều thì tụi em mới cắt được,
chứ còn nó nằm trong cơ nhiều. Mình cắt thứ nhất là tụi em không có lấy được hết cái u sơ tử cung, tại vì cái mượt qua cái lớp cơ rồi á, thì cái giữa cái u sơ với cơ cung mình rất là khó phân biệt. Có cái nào mà nó thò vô trong buồng tử cung á, thì mình nhìn mình biết thôi, chứ còn nó xâm lấn vô cơ mình khó phân biệt lắm. Với lại khi mà cắt mà nó sát, nó ăn sâu vô cơ thì cái nguy cơ mà tụi em làm lụng tử cung nó sẽ rất là cao. Cho nên cái nào mà figo 1 hoặc figo 0 á, mà thò vô buồng tử cung nhiều á, thì mình có thể cắt được. Còn nếu mà nó figo 2 á, hoặc là figo 3 thì chắc chắn là làm không được. Là figo 2 thì tùy cho cái mức độ nó ăn vô cái buồng tử cung nhiều hay ít, ăn vô cơ nhiều hay ít mà mình quyết định mình làm cái đường nào cho an toàn cho bệnh nhân. Đó, thì ở đây người ta cắt cái u sơ, thì cái u sơ này anh nghĩ là figo 1 thôi. Đó, xuống cái lớp cơ này nhìn là không biết cái nào là u sơ, cái nào là cơ luôn nè. Tới lúc này là khó phân biệt rồi. Nó bảo ra thôi là xong. Thì thường những cái u sơ tử cung mà quyết định nội soi buồng tử cung cắt nhân sơ á, thì thường kích thước nó phải vừa phải, chứ nó to quá là mình làm không nổi. Tại vì to quá, thứ nhất là tụi em nhìn cái lưỡi vòng cung nhìn nó to vậy thôi, chứ thật ra nó có 0,5mm tới 1cm à. Mỗi nhát cắt của nó được có 0,5mm thôi chứ không nhiều đâu. To quá thì thứ nhất là cái khoang buồng tử cung nó sẽ không có rộng rãi để mình làm, và cái thời gian của mình làm nó sẽ lâu, cái lượng nước mà bơm vô buồng tử cung của bệnh nhân nhiều, thì những cái nước này nó sẽ đi vô ổ bụng, những cái nước này nó đi vô ổ bụng rồi nó sẽ thấm vô cái hệ mạch của bệnh nhân, nó làm cho rối loạn điện giải rất là dữ. Cho nên thường một ca mình chỉ làm tối đa được 10 lít nước thôi, hơn đó là bệnh nhân sẽ bị rối loạn điện giải, có thể bị sốc luôn. Cho nên thường những cái u sơ mà nhỏ thì mình mới làm được, chứ còn to quá là không làm được. Thì theo sách vở là khoảng 3cm, nghĩa là trên 3cm là họ đã quyết định là phẫu thuật nội soi ổ bụng rồi. Còn dưới 3cm thì họ mới nội soi buồng. Còn ở tự dũ thì tùy theo tay nghề của phẫu thuật viên. Ở đây có thể 4cm tụi anh vẫn có thể làm nội soi buồng cắt đốt được. Rồi vậy ha, có thắc mắc gì không? Ở case này. Alo. Alo, alo. Rồi, thôi, anh đi họp. Có thắc mắc gì có thể gửi mail cho anh, hoặc là nhắn tin gì cũng được, tùy nhé. Cảm ơn tụi em đã hoàn thành tốt cái case xuất huyết tử cung bất thường. Thì sau này cứ gặp xuất huyết tử cung bất thường thì cứ làm như vậy thôi, thì nó cũng không quá khó đâu. Thật ra mà điều trị bệnh lý thực thể thì nó dễ hơn nhiều so với điều trị bệnh lý chức năng. Thực thể nghĩa là có u sơ hay adeno hay có gì đó mình nhìn thấy mình điều trị nó dễ, chứ còn chức năng nhiều khi điều trị còn khó hơn nhiều. Vậy thôi, dễ ha. Tụi em cảm ơn anh. Dạ rồi, tụi em cảm ơn anh. Bye bye.